Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo cho cán bộ phụ trách công tác tư pháp hộ tịch, văn phòng của 20 xã thị trấn trong huyện. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi bổ sung nội dung của luật tố cáo năm 2018 và luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Các đại biểu cũng đã trao đổi ý kiến kinh nghiệm về việc áp dụng hai bộ luật trong thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật tố cáo và luật phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết tố cáo. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở.